Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Trần Nguyên Qua Cảnh. Thì Tết vừa rồi một số bạn mua cái chậu mai về và bắt đầu chăm sóc. Thì trong cái giai đoạn đầu nó cũng có bỡ ngỡ, thì mình cũng xin chia sẻ lại những cái kinh nghiệm trong cái vườn của mình để chăm sóc cây mai nó khỏe nha các bạn. Thì như trong cái giai đoạn này á, thì các bạn phải sử dụng thuốc dưỡng rễ. Thì thuốc dưỡng rễ thì có thể tưới 7 ngày, trên 7 ngày mới tưới một lần nha các bạn, 7 ngày, 10 ngày hoặc 15 ngày cũng được. Đó, mình tưới vào rễ để cho cái rễ nó mau hồi phục lại. Thì thí dụ giống như năm nay con người ta bị bệnh thì nên ăn cháo, thì khỏe thì mới ăn cơm. Thì cái cây cũng vậy các bạn, nó vừa trải qua một cái đợt trổ bông và thậm chí nó ra trái nữa, thì nó đã mất sức, cần phải hồi sức lại cho cái rễ. Cái rễ là nó là cái nguyên thủy của cái cây, nó rễ nó khỏe thì cái cây nó mới khỏe được. Đây là mình quay một số loại thuốc dưỡng rễ phổ biến hiện nay để cho các bạn tìm mua được để về dưỡng cái cây mai của mình nha các bạn. Thì như N3M nè, cơm cắt nè các bạn, cơm cắt hai gói này, đây gói nhỏ, đây gói lớn, hoặc là B1, Atonis. Đó, rút 2 đều được nha các bạn. Thì nói chung khi các bạn mua về thì cái liều lượng như thế nào thì tùy cái gốc cây của bạn lớn hay nhỏ nha các bạn. Thí dụ như nếu mà mình lấy 2 lít nước, trung bình là 2 lít nước đi, thì các bạn lấy khoảng 3 đến 4 5 ml các loại thuốc này, cái loại thuốc dạng lỏng này các bạn. Cái này rút 2 Atonis, B1 và cơm cát. Ba cái loại này là dạng lỏng này các bạn, còn cái này là dạng bột. Thì đối với dạng bột thì nếu mà 2 lít nước thì các bạn dùng lấy muỗng cà phê thì lấy đông 1/2 của muỗng cà phê là được rồi các bạn, 2 lít nước. Cái cây mà to hơn khỏe hơn thì các bạn có thể 2 lít nước thì dùng một muỗng cà phê cũng được. Đó là cái liều lượng nó gia giảm là tùy vào cái gốc nó to, cái cây nó khỏe thì có thể sử dụng cái loại thuốc mà nó mạnh hơn một chút, liều cao hơn một chút cũng được. Còn cái cây nhỏ yếu thì mình dùng cái liều trung bình thôi, liều nhẹ thôi. Khi sử dụng các loại thuốc này thì các bạn nhớ là phải trên 7 ngày. Trên 7 ngày thì mình mới sử dụng lần hai nha các bạn, không nên sử dụng liên tục, cứ 2-3 ngày một lần. Thì như vậy thì nó dễ phạm lắm, là mình trên 7 ngày cho nó an toàn, cho cái rễ nó hấp thu được rồi mình bắt đầu mình sử dụng lần hai, và mình sử dụng đến khi nào mà nó ra lá được khá rồi nha các bạn. Đây mình sẽ quay một số cây. Đó, như cái cây này là nó chưa ra, nó đang nhú những cái mầm nhỏ thôi nha các bạn. Thì mình sử dụng thuốc dưỡng rễ, khi nó ra lá được ở như thế này thì bắt đầu chuyển qua dùng phân được rồi. Thì trong giai đoạn đầu năm thì nếu sử dụng phân hữu cơ thì nó tốt cho cây nhiều hơn nha các bạn. Phân hữu cơ hiệu quả nhanh nhưng mà không tốt cho cây, còn phân hữu cơ thì nó bền hơn, nó bền cho cái chất trồng á, thì cái rễ nó sẽ khỏe hơn. Còn cái cây này thì vẫn phải đang sử dụng thuốc dưỡng rễ nè. Khi ra lá nhiều rồi bắt đầu chuyển qua dùng phân được nha các bạn. Như cái này là dùng phân được rồi nè. Còn cái này thì dùng thuốc dưỡng rễ. Trong giai đoạn này thì mình xin lưu ý các bạn là nên giữ cho cái chất trồng nó lúc nào cũng có nước nha các bạn. Cái cây nó đang cần nó ẩm ẩm thôi chứ không phải là dư nước nha các bạn, nhưng nó phải có độ ẩm thì rễ nó mới phục hồi lại và nó sinh ra được. Còn nếu mà các bạn quên để cho nó khô luôn cái chất trồng á, là cái rễ nó đang yếu mà nó bị khô nữa thì nó càng khó hồi phục nữa nha các bạn. Thì theo mình thì cứ nên tưới vào buổi sáng. Buổi sáng á, mình trong lúc tưới nước mình nên rứ lên cái thân cây cho nó mát da cây luôn nha các bạn, và rứ xuống cái phần chất trồng cho nó ẩm ẩm, cho nó dễ hồi phục nha các bạn. Đó, những cây mình làm mà dùng thuốc dưỡng rễ lá nó rất là to nè các bạn, nó thấm thuốc thì lá nó buông ra. Đó, nó đang ra nè các bạn. Với lại mình có một lưu ý thứ hai nữa là các bạn khi cái giai đoạn này các bạn nhớ
rất quan trọng là các bạn phải phun thuốc trừ sâu nha các bạn, đặc biệt là phải trừ bọ trĩ nha. Tại vì cái đợt lá đầu tiên này nó ra mà các bạn không phun thuốc để bảo vệ nó thì cái bộ lá đầu tiên nó hư thì cây nó sẽ yếu. Cái cây lá đầu tiên nó ra là rất quan trọng, cái cây lá đầu tiên trong năm đó nha các bạn. Thuốc trừ sâu. Mình sẽ quay một số loại thuốc trừ sâu để các bạn dễ tìm mua nha các bạn. À, về thuốc trừ sâu thì nó cũng rất là dễ sử dụng, dễ tìm nha các bạn. Trên thị trường giờ rất là nhiều, thì các bạn cứ ra các chỗ bán qua kiển đại lý thuốc bảo vệ thực vật rồi đó, các bạn hỏi các loại thuốc trừ sâu mà diệt được nhiều loại sâu á, thuốc phổ rộng á, thì các bạn mua. Ví dụ như đây một chai thuốc là nó trừ được rất nhiều loại, sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng này các bạn đó, sâu khoan đó, bọ trĩ nè, nó có bọ trĩ. Thường cái cây mai thì non thì bị bọ trĩ mà già thì nó bị nhện đỏ nha các bạn. Cái loại thuốc này nó trị được hầu hết các loại sâu luôn. Thì sử dụng thuốc này thì nó diệt được nhiều loại sâu, một lần xịt mình ngừa được, mình diệt được nhiều loại sâu hơn đó, nhiều loại lắm các bạn. Mình cũng có nhiều loại mà mình sử dụng hết rồi, bây giờ chỉ còn cái như đây thôi, mấy cái gói này Confidor đó. Thì thí dụ như một loại thuốc các bạn sử dụng 3 lần, 4 lần, rồi cái sau đó bạn chuyển qua loại thuốc khác 3 đến 4 lần, rồi qua loại thuốc khác, rồi quay tua lại nha các bạn. Tại vì như vậy để đề phòng là con sâu nó sẽ kháng thuốc á, nên mình phải đảo cái loại các loại thuốc. Nói chung là việc sử dụng thuốc trừ sâu thì theo mình là mình nên xịt ban đêm nha các bạn. Nhất là thời điểm này á, những cái cây mai nó đang nhú ra những cái mầm rất là nhỏ. Việc sử dụng thuốc mà cái liều mà nhẹ quá thì không diệt được sâu, mà liều mạnh tay quá thì nó nóng, nó hại mấy cái những cái lá đầu tiên nó nhú ra nó rất là non, mà gặp cái loại thuốc mạnh quá thì nó có thể hư. Do đó theo mình là nên xịt ban đêm là như vậy đó. Với lại xịt thuốc thì có thể 10 ngày đến 15 ngày sau mới xịt lần hai nha. Tại vì cái lần xịt đầu tiên là nó bảo vệ được cái cây trong khoảng thời gian đó, 10 đến 15 ngày mới xịt nữa. Rồi thì clip của mình nói về vấn đề mà chăm sóc cây mai ở giai đoạn đầu năm. Cho các bạn mới chơi mai, mới mua về cây mai về chơi trong năm nay á, bớt bỡ ngỡ nha các bạn. Thì nói chung là mình dùng thuốc dưỡng rễ, 10 ngày tưới một lần, tưới khi nào nó ra lá thì mình mới chuyển qua dùng phân đó. Thì buổi sáng thì mình nên tưới nước và tưới lên thân cây luôn để cho nó mát mát cái da, cho nó mau hồi phục. Rồi với lại mình phải sử dụng thuốc trừ sâu để cho cái nó ra được cái lá non, không có bị bảo vệ được cái đợt lá non đầu tiên thì cây nó mới khỏe được. Cái đợt lá non đầu tiên mà không bảo vệ được, nó hư thì cái cây nó sẽ si luôn đó nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Thân chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các clip tiếp theo.